Chương trình này có phụ đề tiếng Việt. Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm nữa. Luân Đôn năm 1925. Tôi du học Anh Quốc đã 5 năm. Cha mẹ ngày một già đi, Hà Phi không thể chăm sóc bên cạnh. Nay chỉ có thể cố gắng vươn lên. Nhất định không phụ cha mẹ, ơn thầy. Tôi du học Anh Quốc đã 5 năm, cha mẹ ngày một già đi, Hà Phi không thể chăm sóc bên cạnh. Một mình à? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, thưa các quý ông quý bà. Ai bảo mày nổ súng? Thôi nào, Thomas, tao chỉ muốn ra oai tí thôi mà. Đừng gọi tên tao, Diego. Mày cũng gọi tên tao rồi đó, thằng khốn. Đất quý sinh vàng. Cái quái gì? Các vị đừng lo lắng. Vịnh Phương, mày chết đi. Đất quý sinh vàng. Tất cả đặt tiền lên bàn, đưa tay lên đầu. Tốt lắm. Thả tôi ra. Cảm ơn em, cục cưng. Thả tôi ra. Cảm ơn rất nhiều. Thả ra. Chắc mày đang đùa tao à? Xin chào. Mày có vấn đề gì vậy? Tao đang nói chuyện với mày đó. Chào. Mày có nghe thấy không? Mày điếc à? Mau nhìn này. Thằng này là thằng điếc. Mày làm gì vậy? Hãy
Cứu tao, Thomas. Thả ra. Tao đã nói mày rồi, ở chỗ đông người đừng có gọi tên tao. Trời ơi. Bà có nhìn thấy không? Theo. Mau nhìn kìa. Anh tên gì? Tôi tên Mạn Khanh. Lạc Hà Phi. Đại ảo thuật sư 2. Bắc Hải năm 1932, đệ tử lập đàn đến xin lệnh, vẽ thân kim cương bất hoại, xua đuổi quỷ quái, tai thanh tịnh, xóa họ tên khỏi sổ sinh tử.
thấu triệt các nơi, nói không lên trời. Bệnh. Vẫy cá. Nạn nhân Từ Thiếu Thanh, con một của Từ Vạn Phúc, giám đốc ngân hàng Đại Thành. Ba ngày trước, Từ Thiếu Thanh bị thương ở chân, nghỉ dưỡng trong nhà. Nói gì mà có người liên tục gọi tên cậu ta bên tai. Người trong nhà tưởng là trúng tà, mời một đạo sĩ làm phép. Quả là xảy ra chuyện. Pháp sư vẫn đang làm phép ở trên bục. Xác chết không có vết thương ngoài, giống như bị xé chết tươi. Đúng là quái lạ. Ai cũng đồn là ác quỷ giết người. Cậu tin trên đời có ma quỷ không? Tôi chỉ biết một đạo lý, thì không tồn tại. Cậu cũng không nhìn thấy không khí, nhưng chúng vẫn tồn tại. Long Thông, anh đứng đó nhìn nửa ngày rồi, chẳng lẽ hai đứa nó còn biết nói chuyện hay gì? Không thể nào. Đại ca, anh cũng tin là ma quỷ quấy phá à? Có lúc con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Mắt nạn nhân kết mạc sung huyết, sau tai có ban xuất huyết không đều. Ma giết người, cần đầu độc sao? Vết hằn còn mới, xem ra hung thủ đột nhập từ đây vào biệt thự họ Từ, giả ma giết người. Động cơ của hung thủ là gì? Có người. Ai? Ra đây. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Tôi tên Hoa Linh, là ký giả của Nhật báo Bắc Hải. Thẻ ký giả. Thẻ ký giả. Phòng ban, phòng phỏng vấn, Trung Hoa Dân Quốc. Họ tên Hoa Linh. Thẻ ký giả. Vậy thì không phải người ngoài. Nào, buông súng xuống đi. Buông xuống. Thẻ ký giả. Tôi là Mã Đức Tài, hiện giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Bắc Hải. Tôi nghe nói, chỗ các anh có án mạng. Chỉ là vụ án nhỏ, không đáng nhắc tới. Này, Tiểu Long, anh nghĩ hung thủ là người như thế nào? Tiểu Long, bước đầu suy đoán là nhân cách bên lề xã hội điển hình. Hắn để lại vảy cá và người giấy để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.
Hắn muốn làm vụ án trở nên phức tạp, hoàn toàn không biết ra từ đâu. Edmond Locat từng nói, hễ đã đi qua, ắt để lại dấu vết. Locat đều là bạn bè. Nghĩa là sao? Hung thủ ở ngay đằng sau anh. Ngõ hạnh phúc. Đêm qua có mưa, theo kỹ thuật lần giấu bước chân để suy đoán ra chiều cao, cân nặng, tuổi tác và giới tính. Cao 1m88, nặng 60kg, nam. Chân trái, cao 1m, cao 2m2. Ngõ Vĩnh Gia. Không đúng. Không phải. Đều không đúng. Không phải. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Còn sững ra đó làm gì? Mau đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Anh làm gì vậy? Đứng lại, đứng lại. Tránh ra, tránh ra. Đừng cản đường. Tránh đường. Tránh ra. Tránh ra. Né chỗ, mau đuổi theo. Đuổi theo. Cháo trắng. Vải màu cứu lạc. Đứng lại. Trưởng tiệm thịt Diệp Vũ. Vải màu phú lạc. Cháo trắng tiệm thịt Diệp Vũ. Sửa xe. Sửa xe. Đuổi theo. Sửa xe. Bánh trung thu. Đứng lại. Tránh ra. Mau tránh ra. Đuổi theo. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đuổi theo.
ở phía trên. Mãn Hưng vĩnh ký. Đuổi theo. Đuổi theo cái gì vậy hả? Mau kéo tôi lên. Đây là chất chiết ra từ khoang mũi nạn nhân. Tinh chế từ quả của một loại xương rồng nước ngoài, tên là ô vũ ngọc. Hít vào sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác. Các phù thủy thời Trung Cổ thường mượn nó để khống chế tín đồ, tây xương. Thao tác không cẩn thận cũng sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng. Triệu Bản Hề báo cáo khám nghiệm tử vong. Bản khám nghiệm tử vong cục cảnh sát thành phố Tây Xương. Biên bản khám nghiệm. Biên bản khám nghiệm. Thứ này truyền vào trong nước từ lúc nào? Rất hiếm gặp. Du học chẳng được gì. Triệu Bản Hề báo cáo khám nghiệm tử vong. Thường có hiệu quả lạ thường với bệnh nhân bị phong. Bệnh viện Phong Bắc Hải đang sửa chữa đừng vào. Giữ yên lặng. Tài liệu nhân viên bệnh viện Phong. Tài liệu nhân viên bệnh viện Phong. Lạc Hà Phi, hắn ta là khả nghi nhất. Còn trùng hợp là dược sĩ. Sao anh lại ăn mặc thế này? Nghe nói ở nước ngoài đều mặc thế này. Nghiêm cấm hút thuốc. Vào. Mạng thần bí bất ngờ xuất hiện trong thành phố. Khốn kiếp, truyền thông bất lương. Khốn kiếp, truyền thông bất lương. Phòng bệnh. Anh vừa nói là người nhà của ai? Bệnh viện chúng tôi hình như không có bệnh nhân này. Đúng, Lý Tiểu Đông. Sau đó bố cậu ấy tái giá, đã đổi tên. Sao tôi nghe không giống nói thật vậy? Người lúc nãy đi với anh đâu? Nhìn anh kiểu gì cũng không giống người tốt. Tôi sẽ gọi người đấy. Ra. Tôi cũng là một bệnh nhân. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô. Tim của tôi đã đập thình thịch. 6. Phân loại thuốc. Thình thịch. Thình thịch. Cô khám giúp tôi xem tôi bị làm sao vậy. Hồ sơ. Dụng cụ y tế.
thuốc tây. Đứng yên. Ai bảo anh dở trò lưu manh với tôi này? Tôi còn là viện trưởng đây. Đau, đau. Đau, đau. Phòng thuốc. Nhìn cái gì, còn không tới đây giúp đỡ đi. Ôi mẹ ơi. Trác y tế. Vào kiểu gì vậy? Hai người là cảnh sát. Trác y tế. Lạc Hà Phi. Bây giờ tôi bắt anh với tội danh giết người. Biết điều thì mau khoanh tay chịu trói đi. Giết người. Lạc Hà Phi, anh gan to bằng trời. Tôi là cục trưởng. Phòng khám. Có ngon thì anh thả tôi ra, hai ta đấu tay đôi. Trác y tế. Anh. Trác y tế. Anh. Tuần trước, phòng thuốc đã mất trộm một lô thuốc. Trong đó bao gồm ô phong tán mà các anh muốn tìm. Xin lỗi, lúc nãy còn tưởng kẻ trộm thuốc lại đến. Anh đừng có mà giả ngu. Người thì chết, thuốc thì mất, làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Đau, đau. Nếu không tin, các anh có thể đi ra. Làm phiền rồi. Cứ thế mà đi à, hắn là kẻ tình nghi đó. Quả thật là sự lựa chọn hàng đầu để làm kẻ biến thái giết người. Nghiêm cấm hút thuốc. Còn nữa, tôi thấy hắn quen lắm. Người giấy lại xuất hiện rồi. Công tử nhà giám đốc Từ không rõ ràng minh bạch. Thôi, thôi, anh bớt nóng đi. Cảnh sát các người là một lũ bất tài. Thái độ của anh kiểu gì đấy? Trưởng các anh gặp tôi còn phải vẫy đuôi đấy. Ủy viên, chủ nhiệm ủy ban tài nguyên, anh biết chứ? Ủy ban tài nguyên thì ngon lắm à? Anh nói gì đấy? Tôi nói, bảo đảm bắt được hung thủ. Là bị sốt cao do sợ hãi. Nghỉ ngơi vài ngày là được. Trương Lan Chi, cô có quen Từ Thiếu Thanh không? Chúng tôi là bạn học trường trung học Tây Sương. Cả đều là lời nguyền. Đều là lời nguyền của Đại Linh Vương. Đừng nóng vội. Từ từ nói. Năm ngày trước là sinh nhật của Thiếu Thanh. Mấy bạn học chúng tôi tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Hôm đó, anh ấy đã uống say. Trải qua mọi nỗi khổ biệt ly trên đời. Thiếu Thanh, anh đi từ từ thôi. Nhìn nhau dưới tán hoa chẳng nói gì. Xung bên ô cửa xanh như bầu trời. Đợi giải bày tương tư dưới ngọn đèn. Một niềm vui mới, ngàn mối hận cũ.
Miếu Đại Linh Vương. Hiếu Thanh, hôn một cái. Lan Chi, Lan Chi, nếu thần linh thật sự có mắt thì chúng ta đã gặp quả báo từ lâu rồi. Nhìn anh đây. Thần linh à, thần linh. Hiếu Thanh, có ma, có ma, có ma, đi, đi thôi, Hiếu Thanh. Từ từ thôi. Đi, đi. Anh Long, tôi đã tra rồi. Đại Linh Vương này vốn là nông dân trồng trọt. Nghe nói sau này một ngày nọ đắc đạo, nhưng 10 năm trước đã bị cấm rồi. Có người vẫn luôn dâng hương ở đây. Chẳng lẽ là vì bổ bán tượng thần? Tàn dư của đạo quy nhất đang trừng phạt bọn họ. Tôi biết rồi. Có khi nào gã Lạc Hà Phi kia chính là tín đồ? Anh ta vẫn luôn du học ở Anh, 5 năm trước mới về nước. Tôi thấy lạ lắm. Giết người thì giết người, tại sao phải giả thần giả quỷ chứ? Hắn xem giết người giống như săn mồi, đang hưởng thụ khoái cảm khi đùa bẩn con mồi. Khốn kiếp, đừng để tôi bắt được hắn. Rà soát giáo đồ đạo quy nhất trong toàn thành phố, chắn hắn sẽ ra tay với Trương Lan Chi. Cứ kệ hắn vậy hả? Thì gọi anh ta đến. Còn nữa, anh Long, chuyện này để người hầu làm là được rồi. Thế này chẳng bộc lộ sự anh dũng thần võ của cục trưởng Mã Lục anh à? Cục trưởng, tôi nói anh nghe. Bác sĩ Lạc, cảm ơn anh đã đến. Chỉ cần bắt được hung thủ, trả lại trong sạch cho tôi sẵn lòng hợp tác. Mắt tiểu, canh cửa, đi, đề phòng. Lục tử, Lục tử. Thank you.
con cái nhà ai vậy? Đóng cửa. Tôi chết rồi sao? Đánh lên. Cẩn thận. Đi. Chuyện gì thế này? Mau cứu người, mau gọi chi viện. Người đâu? Người đâu? Cẩn thận. Thank you.
Có yêu quái. Sao cô âm hồn bất tán vậy hả? Anh Long. Anh Long. Hoa Linh là do tôi gọi đến. Anh. Anh. Quy Nhất Giáo. Đại Linh Vương. Rút lưỡi. Ngục Xẻo Tim. Ngục Thiêu Thân. Dối Trên Gạt Dưới. Chặt Đầu. Ngục Mổ Bụng. Quy Nhất Giáo. Anh. Anh. Không sao. Đã qua cả rồi. Bác sĩ Lạc. Xin lỗi. Không sao. Lần này xem như xóa bỏ tình nghi rồi nhỉ. Cũng may chỉ bị thương ngoài da. Linh Nhi. Em gái tôi trước nay là vậy đấy. Đừng để bụng. Tối qua chụp được. Hắn, tay hắn. Người giấy. Mau. Các anh em đội Thủy Long cố lên. Cứu người cứu hỏa, ắt sẽ hậu tạ. Long Thông. Trận Văn Phi cũng chết rồi. Trận Văn Phi, bạn học của Trương Lan Chi và Từ Thiếu Thanh. Trương Lan Chi từng nói, nếu họ bị trừng phạt vì bổ bán thần linh, từ đầu đến cuối, cậu ta chưa từng vào miếu Đại Linh Vương nửa bước. Chúng ta vẫn luôn bị dắt mũi. Từ Thiếu Thanh, Đại Linh Vương, Cận Văn Phi. Điểm chung của ba người họ ở đâu? Trung học Tây Sương. Ba em học sinh kia à, tôi biết. Nghịch ngợm phá phách ở trong lớp. Còn học người ta hút thuốc lá. Hôm nay cậu học hút thuốc. Ngày mốt học cướp ngân hàng. Người làm giáo viên chúng tôi rất cố gắng dạy dỗ. Hồi nhỏ trộm dưa, lớn lên trộm bò. Các em ấy học hành không giỏi. 4 năm trước, ba em đó cùng tạm nghỉ học. Tại sao lại tạm nghỉ học? Tôi cũng không biết.
Đúng rồi, gia đình có quyền có thế mà, con cái có học hành hay không? Sau này lớn, người lớn sẽ lo liệu. Ông đang nói dối. Tôi nói dối đâu nào? Lúc nói dối, con người sẽ sờ mũi trong vô thức. Trung chân. Biết mà không báo, phạm tội ngang nhau. Tôi nhớ ra rồi. Đã xảy ra chút chuyện. Còn chết người nữa. Chuyện gì? Tôi không biết. Tôi lại nhớ ra rồi. Vụ nổ súng. Năm đó báo đăng rất rầm rộ. Tôi có lưu trữ. Trẻ con không hiểu chuyện. Trộm súng trong nhà ra ngoài chơi. Quả chơi một hồi rồi cướp cò. Bắn chết người đi đường. Tìm thấy rồi. Nghe nói nạn nhân họ Kỳ. Là một nữ phục vụ của khách sạn. Bốn thiếu niên. Ngộ sát người đi đường. Trên này nói là bốn người. Chắc là họ Bùi, tên. Đúng, Bùi Tĩnh Chi. Bốn em ấy là một nhóm. Hồi đi học đều ngồi chung một chỗ. Bị phán 3 năm. Bây giờ cậu ta ở đâu? Trường chúng tôi cũng chỉ có một số tài liệu về cậu ta. Tính ra thì chắc ra tù cũng hơn một năm rồi. Bạc vô âm tính, học sinh Bùi Tĩnh Chi. Học sinh Lý Vi Canh. Câu hỏi cuối cùng. Có phải cậu ta đứt ngón tay không? Đứt ngón tay, cậu cũng biết. Cảnh sát, cậu phải bảo vệ an toàn của nhân chứng đấy. Lại nói nữa, sao nói nhiều vậy chứ? Khách sạn Cửu Nguyệt Hương. Trước sáng mai, tìm ra tất cả những người quen biết Bùi Tĩnh Chi. Kem dưỡng da. Kem dưỡng da. Ai lái xe vậy? Ai lái xe vậy? Mẹ. Thông Nhi. Chạy mau. Thông Nhi. Chạy mau.
Hoa Linh. Hoa Linh. Chào mừng đến với hàng xá. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Bùi Tĩnh Chi. Nhóc cảnh sát, anh rất có bản lĩnh đấy. Nhanh như vậy đã phát hiện ra tôi. Là sự thật thì không giấu được đâu. Cậu đã giết người thì nhất định phải nhận tội. Sự thật. Sự thật chính là một cô bé tùy ý người ta tô vẽ. Để tôi cho anh biết cái gì là sự thật. Thiếu Thanh, cho tôi chơi với. Thiếu Thanh. Bố tôi nói con người chỉ khi bị chĩa súng vào đầu. Thì hắn mới nói thật. Anh Thiếu Thanh, đừng. Tôi hỏi cậu, có thích cô ấy không? Nói thật. Hai. Ba. Thiếu Thanh, tính sao đây? Thiếu Thanh. Thiếu Thanh. Cứu, cứu tôi. Xin các người. Tính sao đây, Thiếu Thanh? Thiếu Thanh. Thiếu Thanh, anh muốn làm gì? Tuyệt đối không được để bố tôi biết chuyện này. Nếu để ông ấy biết thì tôi sẽ chết chắc.
Tôi sẽ chết chắc. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Thiếu Thanh, mỗi người một phát. Tôi không dám, tôi không dám. Nếu không, tôi bắn chết cậu. Tôi không dám. Tôi không dám. Nổ súng. Lại đây cho tôi. Tôi không dám. Lại đây. Nổ súng, nổ súng. Nổ súng, nổ súng. Nổ súng. Nổ súng. Đã thấy chưa? Thấy rồi. Thấy gì? Tất cả mọi người, tất cả mọi người đều nổ súng. Đúng, tất cả mọi người đều nổ súng. Nhưng chỉ có một mình tôi bị phán 3 năm tù. Các người có biết tại sao không? Vì bố mẹ của ba đứa kia, bọn nó thông đồng với nhau. Tội nghiệp. Tội nghiệp cho thằng nhóc không quyền không thế tôi đây. Cứ thế trở thành bia đỡ đạn. Cảnh sát Long, anh nói xem trên thế giới này có phải có tiền sẽ được sống lâu, không có tiền thì đáng chết không? Cậu nên hiểu rằng đây không phải lý do để cậu giết người. Luôn miệng ra vẻ nhân nghĩa đạo đức đường đường chính chính, ba năm rồi. Bố tôi chết, mẹ tôi phát điên. Giây phút ra tù, tôi đã nói với bản thân, tất cả mọi người đều phải đền mạng. Tất cả mọi người, bao gồm loại người như anh.
cuộc có công bằng hay không. Hiệu Nghĩa Phong, Hiệu Vĩnh Hưng Nguyên, anh nói xem sinh nhật Linh Nhi. Anh nói xem rốt cuộc cô ấy có ý với ai trong hai chúng ta. Trưởng cảnh sát Mã Đức Tài thi triển thần uy. Tiệm cơm, Phụ Sang, Phụ Sang, tiệm cơm. Anh không thấy vụ án lần này suôn sẻ quá sao? Anh đừng cắt ngang. Anh có Tứ Phượng rồi. Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy. Anh phải biết ơn, có tấm lòng biết ơn, đợi tôi với. Hiệu Vĩnh Hưng Nguyên, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, mau vào đi. Bác sĩ Lạc đâu? Anh ấy ra ngoài rồi. Hai anh ngồi một lát trước. Tôi giúp cô. Vì thiên hạ mà lập ra lời thề với chính mình, vì dân sinh mà quyết tâm thay đổi cải thiện xã hội. Vì trời đất vạn vật mà mở ra cục diện thái bình. Nghe nói, Nhật báo Bắc Hải là một nữ phục vụ của khách sạn. Cảnh sát Long, bác sĩ Lạc, tự ý đi vào, thất lễ rồi. Đâu có. Trà Phượng Hoàng Thủy Tiên mới hái. Có một chuyện mãi mà tôi nghĩ không ra. Muốn nhờ bác sĩ Lạc chỉ bảo. Nói ra nghe xem. Sau khi Bùi Tĩnh Chi ra tù, sao lại nghĩ tới chuyện lợi dụng Ô Phong Tán để làm ảo thuật? Suy cho cùng, cậu ta chỉ là cậu học trò chịu oan. Ai đã chỉ vẽ cho cậu ta? Chẳng phải báo nói đã kết án rồi à? Còn thảo luận cái này làm gì? Tôi là cảnh sát. Điều tôi muốn không chỉ là kết án. 4 năm trước ngoại ô xảy ra một vụ án bắn súng. Một người đi đường họ Kỳ bị đạn bay tới bắn chết. Sau đó được xác định là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi vẫn không tìm ra lý do để nghi ngờ anh. Mãi đến khi biết được người đi đường vô tội đó,
tên Kỳ Mạn Khanh, là người vợ đã khuất của anh. Đến bây giờ, Linh Nhi vẫn cho rằng Mạn Khanh chết vì tai nạn. Vậy ra mọi chuyện đều do anh làm. Bốn năm trước, vào một buổi chiều, tôi bị người ta đưa đến một căn biệt thự. Chủ nhân biệt thự nói với tôi, vợ tôi chết rồi, chết vì một vụ tai nạn. Con của họ nghịch súng, vô tình cướp cò, bắn trúng vợ tôi. Sự thật lại có hai phiên bản. Đó vốn không phải tai nạn. Là bệnh lao. Bây giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa. Thế là anh tìm đến Bùi Tĩnh Chi, dạy cậu ta dùng ảo thuật, lợi dụng cậu ta để giết người. Nói lợi dụng thì thật sự khó nghe quá. Bài vị kỳ thị. Nhưng cuối cùng Bùi Tĩnh Chi đã chết. Vì sự việc đã thất bại, cậu ta buộc phải chết. Cậu cũng vậy. Cậu tưởng rằng cậu có thể nhìn thấu tất cả. Cậu chẳng nhìn thấy gì hết. Cậu sợ rồi.
cho dù anh có giết họ, giết hết tất cả mọi người, Kỳ Mạn Khanh cũng không thể sống lại. Cảnh sát Long, đổi lại là cậu sẽ lựa chọn thế nào? Ông Trương, tôi không có tiền thật mà. Ông Trương, cầu xin ông Trương, xin ông thư thả cho tôi thêm vài ngày. Mẹ, cầu xin ông, xin ông. Mẹ. Thông Nhi, anh em, đè xuống cho tôi, thả nó ra. Mẹ. 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 Bây giờ cậu hiểu rồi đấy. Khi đau khổ rơi vào người mình, cuộc sẽ có cảm giác thế nào? Cảnh sát Long, chỉ cần cậu gật đầu, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ rời khỏi Bắc Hải, biến mất từ đây. Vì thiên hạ mà lập ra lời thề với chính mình, vì dân sinh mà quyết tâm thay đổi cải thiện xã hội, vì thánh hiền mà quyết tâm tiếp nối sự học bị đứt quãng. Vì trời đất vạn vật mà mở ra cục diện thái bình. Bác sĩ Lạc, nếu tôi không đồng ý, anh sẽ giết tôi sao?
tháng sau. Tiệm tạp hóa ít dân. Anh nói xem người thời nay, sao toàn thích chạy ra nước ngoài vậy? Trăng ở nước ngoài tròn hơn ở Trung Quốc hay gì? Linh Nhi, cô đấy, nếu ở London thấy cô đơn, thì cô đánh điện báo cho tôi. Bến tàu Tây Sương. Bánh ngọt đặc sản, ghé xem đi. Bánh ngọt đặc sản, ngon mà không đắt. Tôi không đi nữa, anh đi đi. Hốc mắt tôi nông. Tôi sợ mình khóc. Đi thôi. Bánh ngọt đặc sản, ngon mà không đắt. Thuốc lá, hộp quẹt, ngài xem thử không? Ngài mua không? Thuốc lá, hộp quẹt, xem thử đi. Được rồi. Đến đây thôi. Có rảnh sẽ đánh điện báo cho các anh. Điện báo đắt lắm. Viết thư đi. Nghĩ kỹ thật rồi. Vì thế, có phải sinh ly tử biệt đâu. Nghiêm cấm hút thuốc. Có duyên gặp lại. Tên khoa học là Ô Phong Tán. Người được khám nghiệm. Biên bản khám nghiệm. Tại sao? Anh nói gì? Nghiêm cấm hút thuốc. Anh em cô sớm tối ở chung với nhau. Người biết sử dụng Ô Phong Tán. Dĩ nhiên không chỉ có một mình bác sĩ Lạc. Bác sĩ Lạc phát hiện ra cô ngầm trả thù cho Kỳ Mạn Khanh từ lúc nào? Có lẽ ngay lần đầu tôi tìm đến anh ta. Anh ta đã hiểu ra tất cả. Có những người vốn dĩ là súc sinh. Bác sĩ Lạc vẫn luôn che chở cô. Nhưng cuối cùng cô lại chính tay giết người thân của mình. Phát súng đó là anh ấy bảo tôi bắn. Anh Linh Nhi, anh không còn sống được lâu nữa. Chắn anh sẽ khỏe lên. Chắn. Cảnh sát Long là một người thông minh.
sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra manh mối. Nếu đến ngày đó... Không, bọn người xấu kia đã chết hết rồi. Đã đến lúc chúng ta nên dừng tay rồi. Linh Nhi, anh không còn nhiều thời gian. Nếu ngày đó đến thật, chỉ khi em giết anh, em mới có thể thoát khỏi tình nghi. Không, em nhất định phải làm vậy. Cô bé ngốc, nghe anh đi. Nếu không, anh chết không nhắm mắt. Cảnh sát Long, anh nghi ngờ tôi là hung thủ. Chẳng qua đều là suy đoán, chẳng phải sao? Quả thực tôi không có bằng chứng. Bây giờ cô có thể lên tàu, mãi mãi rời khỏi đây. Có điều để tôi đoán thêm lần nữa. Tôi vẫn luôn nghĩ không ra tại sao Bùi Tĩnh Chi lại tự sát. Có lẽ là vì cậu ta đã yêu một cô gái. Hoặc nói là cô gái đó cố ý để cậu ta phải lòng mình. Tình yêu sâu đậm đó đủ để khi cậu ta nghe cô gái đó nói dừng tay lại với cậu ta. Vì bảo vệ cô ấy, cậu ta lập tức chấm dứt tính mạng mình mà không hề do dự. Dù cậu ta biết, có lẽ từ đầu đến cuối, tình yêu đó chẳng qua là một trò lừa. Cô gái ấy bày ra để trả thù mà thôi. Em gái Linh Nhi, sinh nhật vui vẻ. Kỳ Mạn Khanh. Hoa Linh, có người đến thăm cô. Anh Đài không phải thân nữ nhi, cớ sao lại xỏ lỗ tai? Lỗ tai là có nguyên nhân. Lương huynh cần gì ngờ vực? Trong thôn tế thần nhiều hội chùa, hàng năm ta đóng vai Quan Âm. Lương huynh à, viết văn phải tập trung. Huynh không nghĩ đến tiền đồ, lại nghĩ đến nữ nhi, từ đây ta không dám nhìn Quan Âm nữa.